mới một tuần đã trôi qua và chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình tạp chí công nghệ thông tin của đài truyền hình Bình Dương. Các bạn biết không, không khí trong những ngày hè này thật là nóng bức. Nếu có ý định thực hiện một tour du lịch, chắc hẳn rằng các bạn sẽ nghĩ ngay đến những nơi có những vùng biển hay khu rừng mát mẻ. Một điểm tin trên Internet hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một số thông tin về các tour du lịch để các bạn có thể tham khảo trước khi lựa chọn một tour du lịch thích hợp cho mình. Trang web www.travel.com.vn của công ty Việt Travel, một công ty có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các tour du lịch trong và ngoài nước. Ở đầu trang là khung tìm kiếm các tour du lịch để bạn chọn. Danh sách các tour đang mở sẽ thông tin các tour sắp khởi hành và số chỗ còn trống dành cho bạn đăng ký. Khi vào danh lam thắng cảnh Media, bạn sẽ dễ dàng khám phá ra các vùng đất mới qua hình ảnh và video được quay lại. Trang web của Tổng cục Du lịch có địa chỉ www.dulichvn.org.vn tập trung giới thiệu những danh lam thắng cảnh của đất nước, những lễ hội trong năm. Một hành trang lữ khách cung cấp những kinh nghiệm quý báu cho các bạn tham khảo. Một khuyến mãi du lịch tổng hợp thông tin về các tour khuyến mãi của những công ty du lịch lữ hành trong và ngoài nước. Còn bạn nào muốn du lịch ở các tỉnh phía Bắc, website hoặc www.muadulich.com để tham khảo trước địa điểm, đặt tour, thuê khách sạn, thuê xe. Trên đây cũng có những chuyên trang giới thiệu về du lịch bằng thuyền bờm ở Vịnh Hạ Long với nhiều thông tin thú vị. Thưa quý vị và các bạn, đối với sinh viên học sinh thì vấn đề giá cả luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu. Vì vậy, những tour du lịch giá rẻ luôn được các bạn ưu tiên lựa chọn. Thêm vào đó, khi tham gia vào những chuyến du lịch khám phá với những người bạn mới, chắc hẳn rằng các bạn sẽ được học thêm nhiều điều bổ ích. Khi có thâm niên trong việc tổ chức các tour bình dân ngắn ngày, được du khách Tây Ba Lô rất ưa chuộng. Trang web của Sinh Cà Phê có địa chỉ www.sinhcafevn.com. Các tour của Sinh Cà Phê được thiết kế với nhiều lựa chọn về giá cả và có thể đặt vé mỗi ngày. Người nước ngoài, nhất là du khách Tây Ba Lô tham gia các tour của Sinh Cà Phê khá nơi lý tưởng để các bạn sinh viên có thể trau dồi ngoại ngữ khi tham gia các tour du lịch tại đây. Còn trang www.dulichtietkiem.com của Sài Gòn Tourist thì tập trung vào các tour du lịch tham quan nhiều nơi hoặc vào các dịp lễ hội để được ưu đãi về giá cả. Tổ chức các tour du lịch nước ngoài đến các nước láng giềng của Việt Nam, sử dụng hàng không giá rẻ để tiết kiệm chi phí. Tại trang web này, bạn cũng có thể dễ dàng đặt vé máy bay theo hành trình mong muốn. Các hình thức du lịch tiết kiệm khác cũng có tại trang web hoặc www.dulichviet.com.vn nhằm cầu du lịch nội địa. Cách đây để các tour nghỉ dưỡng và tour vào nhu cầu hiện nay. Các bạn thân mến, sau khi tham khảo những trang web ở trên, có thể các bạn đã tìm được cho mình và gia đình một tour du lịch thích hợp. Và chắc hẳn rằng các bạn sinh viên học sinh sẽ mong muốn có được một chuyến du lịch thật sảng khoái, thoải mái trước khi bước vào một năm học mới đầy căng thẳng. Chúc các bạn và gia đình có được một chuyến du lịch thật vui, thật bổ ích nhé. Các bạn thân mến, Firefox là một trình duyệt tuy ra sao nhưng đã tỏ ra vượt trội hơn so với các đàn anh trước.